Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong một tuần làm việc mới. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một tác phẩm của tác giả Thu Thảo có tựa đề là Miệng giếng oan hồn. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Nếu trên đời này còn tồn tại một căn nhà, một địa điểm mà ở đó có một thế lực vô hình chiếm ngự, phù trùm thức quyền lực bí ẩn tà ma của mình để thế chân cho người sống, tạo nên một chuỗi những hiện tượng lạ lùng quái đản khiến cả một vùng ai nấy đều hoang mang bạn có tin là nơi đó còn tồn tại hay không nói theo một cách khoa học thì ở nơi đó chứa đựng những thứ năng lượng khác thường trái ngược với người sống những dạng từ trường có thể tác dụng lên đồ đạc tạo ra những thứ âm thanh kỳ dị thậm chí là tác động cả vào tâm lý của con người biến họ từ những kẻ hết sức bình thường trở thành khủng điên khổ biến họ từ những kẻ hết sức bình thường trở thành khủng điên rồ dại. Còn nếu nói theo những tư tưởng tồn tại lâu đời trong dân gian, thì những hiện tượng rùng rợn lạ thường đó hay là hồn của người chết oan hiện về báo phục. Nhưng mà rốt cuộc liệu trong thế giới khoa học như ngày nay, khi mà con người đã khám phá ra cả sao hỏa mặt trăng, thì liệu rằng có còn ai tin vào những điều huyền bí kỳ dị như vậy? Nếu không tin thì xin mời bạn đọc cùng tôi đến một vùng đất một căn nhà ngay ở trong xóm nơi tôi sinh sống để đối diện với những hiện tượng kỳ dị kinh hoàng không có lời giải thích. Câu chuyện tôi sắp viết lại dưới đây dựa hoàn toàn vào trí nhớ của tôi về những tháng năm mà tôi còn rất trẻ mới chỉ là một cậu bé học lớp 7 và đang sinh sống tại xóm nước 2. Để sát với nội dung của câu chuyện tôi xin tạm đặt tựa đề là miệng giếng oan hồn Kính mời quý bạn đọc cùng tôi bước từng bước vào thế giới âm mưu, vắng lặng, không còn chỗ để dành cho người sống. Năm ấy đúng ra là tôi sẽ học lớp 7 trường làng, nhưng vì tôi vốn là một thằng nghịch ngợm ham chơi, hay lêu lỏng đua đòi theo chúng bạn. Cho nên mới lên lớp 6 thì đã đúp lại một năm, và khi bọn bạn cùng lớp tôi đã cấp đít lên khối trên, thì tôi vẫn còn phải ở lại với các em lớp 6 Tôi tin năm ấy giữ kỷ lục của trường về số lần triệu tập phụ huynh, số lần viết bản kiểm điểm, số lần lấy chữ ký của các thầy cô để có cơ hội thi lại. ấy thế mà cuối cùng tôi vẫn đúc. Nhà tôi có hai anh em tôi là cả, sau tôi là một đứa em gái tên là Lan. Chẳng bù cho tôi con Lan học rất khá, lại ngoan ngoãn chăm chỉ, được lòng cả bố mẹ và lẫn thầy cô trong trường. Tôi thi thoảng vẫn thấy người ta nhìn tôi với con Lan đi học với nhau rồi bảo Đấy, con một nhà mặt mũi giống nhau mà tính tình thì trái ngược hoàn toàn Đúng là bố mẹ sinh con trẻ sinh tính khổ thân ông bà Lâm Ông bà Lâm mà người ta nhắc đến chính là bố mẹ của tôi Cả hai cụ thân sinh ra tôi đều làm trong nghề giáo dục Bố tôi là một công chức viên mẫn cán ở trong sở Còn mẹ tôi là giáo viên chủ nhiệm khối lớp 5 của trường tiểu học gần nhà Việc tôi bị đúc đối với bố mẹ tôi là một điều hoàn toàn không thể chấp nhận. Tôi nhớ bố tôi khi ấy đã đánh tôi gãy cả hai cái roi mây. Còn riêng mẹ thì đã định gọi điện lên hiệu trưởng cấp 2 của tôi, đề nghị cho tôi nghỉ học luôn ở nhà để phụ thợ hồ. Sau trận đòn ấy, tôi còn suýt nữa bị bố mẹ tôi từ mặt. Và nếu không nhờ đến con bé Lan nhảy vào căn ngăn, thì chắc bố mẹ tôi gói ghém đồ đạc để tống cổ tôi ra ngoài đường. Sau biến cố ấy tôi gần như bị bố mẹ cấm cửa, không được phép đi đâu. Ngoài giờ học trên trường tôi như một thằng bạn tù giam lầm. Cả ngày chỉ loanh quanh luẩn quẩn ở trong nhà. Mãi cho đến hơn 3 tháng sau khi điểm số của những bài kiểm tra, những bài tập về nhà của tất cả các môn học đều bắt đầu có dấu hiệu cao lên dần. Tôi mới chính thức được ra khỏi nhà. Nhưng bố mẹ của tôi vẫn hạn chế tối đa thời gian và nói đúng nhất thì tôi chỉ được loanh quanh trong xóm Chứ không còn được lấy xe đạp đi chơi với các bạn tôi như trước Chính trong cái thời gian bị cấm túc và giam lỏng ấy Tôi mới làm quen được với Quý Một thằng bé học lớp 6 kém tôi một tuổi Quý là con của hai vợ chồng ông bà Quân Thằng Quý cũng giống như là tôi Cũng là hạng người kinh niên học rốt Thường xuyên là tiêu điểm để thầy cô giáo nêu tên trong lớp hoặc đứng trước cột cờ vào mỗi sáng thứ hai hàng tuần. Đã vậy quý lại không như tôi. Tôi học đúc vì là lười biếng chứ không phải là thực sự rốt nát không biết gì. Nhưng quý thì không chỉ lười mà còn rất rốt. Chính mồm của nó kể rằng nó đã phải chật vật lắm mới học hết lớp năm vì bảng cửu trương học mãi không thuộc. Nhưng chẳng hiểu sao nó lại không bị đúc như tôi mới chán. Bởi tôi cùng cảnh ngộ là hai thằng học rốt nhất xóm cho nên thành ra lại chơi thân với nhau. Bố tôi mỗi lần nhìn thấy chúng tôi sang gọi nhau đi chơi, lại lắc đầu chán nản bảo. Chọn bạn mà chơi con ạ, à, mấy cái thằng chơi với những cái thằng ngu ấy, bảo sao mà học hành chẳng đâu ra đâu. Thế mà kể bố tôi bàn ra tán vào, vẫn giữ nguyên không thay đổi. Thường chừng tình bạn của hai thằng học rốt mãi cứ keo sơn bền chặt như vậy. Cho đến một ngày thì một sự việc xảy ra, bắt đầu làm cho mọi thứ dần dần đảo lộn cả lên. Chiều ngày hôm ấy, thằng Quý mang sách vợ sang nhà tôi học nhóm như thường lệ. Gọi là học nhóm nhưng mà nó đến để nói phép với tôi là chính. Chứ bài tập thì toàn chép của tôi rồi mang về, chứ chẳng học hành quá gì cả. Tôi vừa ngồi ăn bim bim vừa nó mua, vừa chỉ cho nó mấy chỗ giấu má cộng trừ nó không hiểu. Thì đột nhiên thằng Quý ngẩng đầu lên rồi hỏi, này anh Long, anh có tin là trên đời này có ma không hả? Tôi liền con mày nhìn nó rồi bắt đầu cười. Ma quỷ cái chó gì chứ? Mày lớp 6 giờ mà vẫn còn tin có ma à? Cái chuyện thầm phào thưa mày ơi. Nó không đáp lời của tôi mà lại đặt bút súng bàn. Ánh mắt của nó nghiêm nghị. Nhưng rõ ràng toát ra một vẻ mơ hồ không che giấu. Quý đưa mắt nhìn ra ngoài cửa như thể sợ có ai nghe thấy mặc dù khi đó nhà tôi chẳng có ai ở nhà. Thế khuôn mặt lấm la lấm lét của nó tôi mới ngạc nhiên. thì làm sao mà với quỷ cái gì mày kể cho anh nghe xem nào. Thứ thực với các bạn, nhìn mặt mũi tôi nòm bẩm trợn vậy thôi, chứ thực ra tôi như một thằng thỏ đế. Bình thường có thể đánh đấm với các anh lớp 8 lớp 9 trong trường không ngại ngùng gì. Thế nhưng tôi không bao giờ dám đi xem phim kinh dị, Nghe thấy tiếng của ông Nguyễn Ngọc Ngạn là tôi đã xón đái cả gia quần. Nhưng trước mặt thằng đàn em ở trong xóm, tôi không muốn bị nó phát hiện ra cái tẩy của một thằng chết nhát, cho nên mới mạnh miệng hỏi. Chẳng ai ngờ được là nó đã bắt đầu run rộng kể lại cho tôi, mà nhìn thái độ của thằng quý tôi cũng e rè, mọi chuyện đều là có thật. Đêm hôm đó, em thức khuya học bài đến hơn 11 giờ, thì mới tắt đèn đi ngủ vì hôm sau có một bài kiểm tra ở trên trường. Nhưng mà chắc ban tối em uống cốc trà đá của bà Mận ở đầu ngõ cho nên thành ra là mất ngủ. Cứ nằm chằn chọc lăn qua lăn lại không thể nào ngủ nổi. Anh biết rồi đấy, cái buồng ngủ của em thì chỉ có độc một chiếc cửa sổ hướng ra ngoài vườn. Mở ra thì mũi mà không mở ra thì bí bách khó chịu. Nằm lâu quá không ngủ được thì em mới bắt đầu buông màn rồi mở cửa sổ ra để cho có gió mát nhưng lúc mà em mới chỉ mở hé cái cửa sổ thì tự nhiên em giật mình khựng lại vì em vừa thấy trong vườn của nhà mình cái chỗ đằng sau giếng nước vừa loang thoáng xuất hiện một bóng người cái chỗ đó cũng chính là cái lối ra nhà sĩ cho nên ban đầu em cứ tưởng đó là ông quân nhà em nửa đêm bỏ dậy để đi tiểu thế nhưng mà không phải bởi vì em cứ nghe thấy có tiếng con mi lu gầm gừ ở trong chuồng con mi lu nhà em thì giữ có tiếng ở trong xóm anh biết rồi phải không ấy vậy mà đêm hôm đó nó cứ rúc ở trong buồng không dám ra ngoài dù bố của em có tối đến là mở cửa chuồng chó để cho nó trông nhà cửa sổ buồng em nhìn được ra sân chiếu thẳng ra chuồng chó và cái lối đi ra nhà xí cho nên em nhìn được hầu như mọi việc đêm nào có ánh trăng nhưng mà lại lắm sương mù cho nên cảnh vật nó cứ trở nên mờ ảo thì trời có sương cho nên là mày nhìn nhầm chứ sao có thể chỉ là một bóng cây thôi hoặc cũng như mày nói đó ông quân bố của mày đi dài thì sao tôi liền ngắt lời nói của nó vì bắt đầu cảm thấy hơi rờn rợn nhưng mà thằng quý thì lại không để ý đến cảm xúc của tôi mà lại bắt đầu nói không anh ạ à. không anh ạ à, không thể là bố em được vì đêm hôm ấy em sực nhớ ra là ông quân nhà em đi trực tối bố em làm bảo vệ của nhà máy mà chỉ có hai mẹ con em ở nhà mà thôi mà lại càng không phải là cây được cây chó nào mà lại có chân tay rõ ràng như thế hay là ăn trộm có khi nào ăn trộm đấy mà mà mày không có biết quý à cái thần hồn nát thần tính có khi lại có ít suýt ra nhiều tao mà như mày là tao tao hô hoán lên cho cả cả làng nghe thấy ơ ừ, hay nhỉ cũng không phải là trộm cái ông anh này để tôi kể hết đã chứ Trộm đạo nào mà lại mặc áo trắng giữa nửa đêm như vậy Mà nếu có trộm thì con chó nhà nó lại trả tha cho sao Tôi hơi dùng mình vì lời kể của quý Nhưng cái máu tò mò lại nổi lên trong người Cho nên tôi thúc giục nó để kể tiếp Ờ, à, thế xong nó thế nào nữa Xong là em thấy con mi nó cứ nằm rên ê ỉ ở trong chuồng Nó hướng mặt nhìn ra ngoài vườn lâu lâu lại thấy người con chó run lên từng chập. Em sợ quá chân tay mới cứng đờ nép sau kính cửa sổ, ghé mắt ra ngoài để nhìn. Cái bóng đó mặc đồ trắng toát, ở giữa màn xương cứ luẩn quẩn thư thần lúc ẩn lúc hiện. Trời không có gió mà em thấy cái tấm áo trên người của người đó bay phất phơ. Nhưng mà em cố gắng thế nào cũng không thể nhìn thấy mặt mũi, vì khuôn mặt bị tán lá cây táo gai nó che mất. Chỉ còn lờ mờ nhận ra cánh tay trần gầy khẳng khiu như là que củi. Trời càng về khuya thì sương lại càng dày đặc hơn. Bóng người đó cứ đứng thư thần trong vườn. Nhưng chỉ một lúc sau là biến mất. Nó nhanh lắm anh ạ. À, thất một cái đã không còn thấy hình dáng đâu nữa. Cảm tưởng như là tan luôn vào trong màn sương đục ở bên ngoài. Đến lúc ấy thì em mới hoàn hồn ghép cửa lại mà không có dám ngủ tiếp. Tôi dần dần nổi ra gà lên khắp người. Hai cánh tay cũng vì lời kể của quý. Nhưng vì không muốn nó nhận ra Tuy vợ đứng dậy đi lên lấy nước Đến lúc trở lại ngồi xuống bên bàn học thì nó lại kể Em bò lên giường được một lúc mà mắt không sao nhắm lại được Cứ như vậy thao láo nhìn ra ngoài phía cửa sổ Nhưng mà được một lúc thì từ bên ngoài bắt đầu có những tiếng cào cửa rất mạnh Từng âm thanh cứ sồn sột vang lên khu khăn trong đêm tối Nghe mà rợn cả tóc gáy Em đã định bò xuống khỏi giường ra mở cửa xem có chuyện gì không nhưng mà không hiểu vì sao chân tay của em lúc ấy nó cứ run bắn cả lên cứng đờ không sao mà cử động được cảm giác như là mình bị bóng đè lên lồng ngực bí bách đến độ ngạt thở em nằm nghiêng trên giường mà sức nặng vô hình thì không biết từ đâu ấn xuống làm em chỉ còn nằm nguyên tại chỗ chân tay thì co quắp như bị trói chặt ở trong chăn mồ hôi của em túa ra ướt đầm cả khuôn mặt với lưng áo nó nghỉ một lúc với lấy cốc nước tôi vừa mang ra uống một hơi hết cạn như thể vừa chạy đường trường do quá mệt mỏi tôi liền dục thế thì rồi sao rồi lúc ấy ở bên ngoài cửa con chó milu nhà em bắt đầu sủa lên nhưng mà lạ lắm anh ạ à. nó không sủa theo một chàng dài mà cứ sủa từng tiếng từng tiếng ngắt quãng xen lẫn vào đó là tiếng chu kéo dài rùng rợn hú lên như là chó sói lẫn trong tiếng chó chu là tiếng cánh cửa buồng nhà em run lên bần bật như là sắp bị đá bung ra. Trời thì không có gió, nếu có gió thì cả cửa sổ và cửa chính đều phải run lên. Nhưng mà đây chỉ có mỗi mình cánh cửa chính đã run là rung lên đầm mầm mà thôi. Tiếng chó hú, tiếng móng sắc cào lên thành gỗ, tiếng bàn lề khô dầu kêu lên ken két, cộng với lại cái cánh cửa đập ầm ầm vào khung, tất cả cực kỳ rõ ràng. ấy vậy nhưng mà mẹ em mùa buồn bên, chỉ cách mỗi gian phòng khách thì lại không nghe thích gì cả. Em sợ quá đã bắt đầu khóc lên, mếu máu gọi mẹ mà âm thanh cứ tắc nghẹn trong cổ họng. Còn con chó Milo của nhà em thì cứ sủa vang lên từng tiếng. Nó ngừng lại nhìn tôi, khương mặt của nó tỏ ra cực kỳ bí hiểm trầm giọng hỏi. Anh có biết vì sao chó này sủa từng tiếng như vậy không? Tôi run rẩy lắc đầu hoang mang nhìn nó như để chờ đợi câu trả lời. Thằng quý đưa mắt nhìn quanh như thể có bóng người nào đó ở bên cạnh rồi nói ngày bà nội của em còn sống thì em vẫn nhớ bà hay bảo chó sủa ba tiếng là người vì chó mà sủa để đuổi người đi thì sẽ sủa lên liên tục thành một chàng dài lặp đi lặp lại không đứt đến bao giờ người ta đi thì mới thôi nhưng mà nếu mà con chó nó sủa một tiếng thì có nghĩa là nó 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 sủa ma đấy anh nói đến đây thì một cảm giác rùng rợn chảy dọc sống lưng khiến cho tôi choáng váng cái lạnh khủng khiếp không biết từ đâu xuất hiện chuyện vào trong người khiến tôi run lên da gà da ốc cứ như vậy nổi lên bẩn bật không đứt ở nhà quê như chúng tôi không lạ gì những chuyện tiếng chó sổ ma nhưng từ trước đến giờ tôi vẫn chỉ cho rằng đó là những chuyện nhảm nhí được những kẻ vô công rồi nghề thêu dệt lên và đừng người ta lôi ra nói trong những phút trà dư tiểu hậu mà thôi có ngờ đâu lại có thể diễn ra ngay với chính thằng bản thân của tôi như vậy. Tôi không muốn tiếp tục câu chuyện quái đàn này cho nên là tôi chuyển câu chuyện sang hướng khác. Thế thì mà cái hôm mày gặp là hôm nào lâu chưa? Cách đây khoảng 3-4 hôm gì đó thôi. Nhưng mà em cứ quên không có kể lại. Đêm hôm ấy em cứ nằm co do như vậy một lúc thì cái tiếng động nó lại tự nhiên im bặt không thích gì nữa. Xong có khi là cả tiếng sau em mới hoàn hồn mới dám mỏ mẫm bước chân xuống giường rồi ghé mắt ra bên ngoài cửa sổ lúc ấy thì trời cũng đã tăng tảng sáng em còn nghe thấy cả giọng cô hường đầu ngõ nhà mình quát thằng con trai dùng nó đi mua bún thế 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 xong rồi sau nữa tôi vẫn bị câu chuyện kỳ dị của thằng quý thu hút không dứt ra được cho nên nó liền trả lời em không nhớ đâu đến khi mà trời sáng hẳn thì mới dám mò dậy ra khỏi buồng nhưng mà anh biết gì không ở bên ngoài cửa thì chẳng hề có dấu vết nào Mà rõ ràng là cái cửa đêm qua đã rung lên bẩn bật Tiếng con mi lô nó còn cào móng lên lớp gỗ kéo dài cả tiếng đồng hồ Nhưng mà khi em mở ra thì lại chẳng có dấu vết gì cả Thậm chí là con chó nó còn đang nằm ngủ ở trong buồng Cửa buồng khóa kín Tứng đỏ là đêm qua nó nó không hề có ra ngoài Hay, hay là mày mơ Mơ là mơ thế nào Em có ngủ đâu mà mơ Rõ ràng là tiếng chó sủa rất lớn lại thêm tiếng cào cửa như vậy thì anh bảo là em ngủ mơ là thế nào câu chuyện còn chưa đi đến hồi kết thúc thì bố mẹ của tôi về nhà thế hai thằng không học bài mà đang tranh luận um xin cả lên mẹ tôi liền nhắc này học hành cái kiểu gì thế hả cái thằng này tôi hơi chồn cho nên không nói gì nữa cả còn thằng quý thì cũng cắm cúi chép bài không dám ý ới gì thêm đợi nó về nhà thì tôi cũng phụ mẹ nấu cơm Đến tối tôi đem câu chuyện nói lại cho bố mẹ. Con nhỏ Lan em tôi ngồi sợ quá, khuét ẩm cả Linh. Sao đang ăn cơm này anh kể chuyện ma, muốn dọa em cái gì hả? Còn bố tôi thì câu mày lại mắng. Mày toàn nói về cái chuyện vơ vẩn linh tinh. Trời vì nó cho nó lắm và rồi bắt đầu học cái thói bịa chuyện đi dọa người. Tao ấy thì gần đầy tuổi đầu rồi, chưa biết mặt ngang mũi dọc con ma nó ra làm sao cả. Chúng mày chỉ toàn làm cái trò vơ vẩn đi, bỏ ngay đi con. Mê tín dị đoan. Bố mẹ nai lưng dân nuôi con ăn học Con ở nhà bị chuyện dọa má hàng xóm láng giềng Để hôm nào mà ta, ta, ta sang ta móc cái ông quân Để ông ấy cho cái thằng kia một trận Thì bố mình đã nổi cáo tôi im thiên thít không dám nói gì cả Nhưng mà trong đầu cũng bắt đầu nảy sinh ra suy nghĩ về thằng bạn Có lẽ nó cố tình bịa chuyện thật Vì trong xóm này thằng quý có tiếng là nói phét mở câu bốc tận lên tận mây xanh đã 4 năm lần nó nói dối bố mẹ đi học thêm rồi lại bị bắt khi đang chơi điện tử ở ngoài thị xã. Thế thì những câu chuyện ma quỷ này chắc chắn nó cũng bịa ra để dọa tôi mà thôi. Nghĩ vậy cho nên tôi định không thèm tin nó nữa. Từ giờ về sau nó còn kể chuyện ma tôi sẽ dáng cho nó vài cái bạt tai để chừa cái tội bày chuyện làm trò trước mặt của tôi. Nhưng mà chỉ mấy hôm sau thì sự việc lại lặp lại tuy nhiên nó không lặp lại đối với thằng quý bạn tôi cũng không phải là dựa theo lời của nó kể mà chính mắt tôi đã nhìn thấy tôi hôm ấy đang ngồi hóng mắt ở sân thượng trời mùa hè nóng bức cho nên tôi có quen lôi cái ghế bố lên sân thượng rồi mắc màn để nằm ngủ qua đêm trời mát mẻ và tránh mũi gia đình tôi ở trong xóm được coi là khá giải nhất vì cả hai bố mẹ tôi để làm công chức nhà nước chẳng nói thì các bạn cũng biết lương ba đồng ba cọc thật thế nhưng thi thoảng lại có những khoản thu khác mà chúng ta vẫn thường lờ đi không có nhắc tới bố mẹ tôi cũng vậy nhưng tạm thời không nhắc đến cái chuyện đúng sai của thời cuộc chuyện này chỉ nên kể đến các chi tiết trực tiếp liên quan đến biến cố kỳ dị kia mà thôi vì gia đình tôi khá là khá giả cho nên xây dựng được một ngôi nhà ống được xem là cao nhất xóm nhà tôi có tổng cộng hai tầng với ba phòng ngủ Bố mẹ tôi thì ở dưới tầng 1 Hai anh em tôi thì chia nhau hai phòng ở tầng trên Ngoài ra còn có một sân thượng mà tôi lấy làm chỗ hóng mát Như tôi vừa mới nhắc đến Xung quanh của nhà tôi nghĩa là các gia đình hàng xóm khác Công lắm chỉ là cái nhà mái bằng Có thêm một tầng nên nếu đứng ở ban công sân thượng của nhà tôi Thì có thể nhìn thấy tất cả những nhà hàng xóm Nhà thằng Quý cũng nằm trong cái tầm nhìn khoáng đạt ấy Nhà thằng Quý kiểu nhà thời xưa kiểu cũ, xây từ khi ông bà nội nó vẫn còn sống. Đây là kiểu nhà ba gian hai trái, một bên làm nhà kho và một bên làm nhà bếp. Có vườn ở trước mặt và giữa sân bố trí thêm một miệng giếng khoan. Xa xa trong khu vườn mới là khu công trình phụ. Là nhà xí với buồng tắm rừng tạm bỡ để lấy chỗ vệ sinh cá nhân đơn giản. Nhà thằng Quý cách nhà tôi chỉ hơn hai chục mét nằm ở bên một nhà hàng xóm sát vách nhà tôi. Bởi thế mà nếu trèo lên sân thượng nhà tôi có thể phóng tầm mắt nhìn thấy hết mọi hoạt động diễn ra trong khu vườn của nhà nó. Đêm hôm ấy tôi thức khuya vì trời nóng cho nên mò lên sân thượng để ngủ. Nhưng nằm mãi chẳng vào giấc. Tôi mới đi loanh quanh sân thượng cho đỡ cuồng chân. Vừa đi vừa nghĩ tôi lại sực nhớ đến câu chuyện kỳ dị mà thằng Quý kể hồi hôm. Trong lòng của tôi cũng có hơi rợn rợn cho nên tôi đã cố gắng không nhìn sang nhà của nó nhưng mà chẳng hiểu vì sao có một linh cảm lạ thường như thúc giục ép tôi phải quay mặt trông sang khu vườn tăm tối trong khuôn viên của thằng hàng xóm và cũng lúc đó thì tôi bắt đầu thay đổi thái độ tôi bắt đầu tin vào tất cả những gì thằng bạn tôi đã từng kể trong cái bóng tối lờ mờ mịt mù hơi sương ánh trăng nhàn nhạt, nhạt từ trên trời rọi xuống thành một vùng nửa sáng nửa tối càng khiến cho khung cảnh trở nên kỳ dị. Trong cái khung cảnh và dưới con mắt của tôi, một bóng người hiện lên lẩn khuất giữa khu vườn tối tăm. Tôi giật mình trợn mắt nhưng ngay lập tức cúi rạp người xuống, lẩn trốn sau lan can sân thượng. Tim bắt đầu run lên từng nhịp, dùng mình sợ hãi. Thằng Quý nói đúng, nhà nó có ma, hoặc giả như không phải là ma, thì giữa đêm hôm khuya khuất lại lầm lũi trong vườn nhà nó để làm gì hay là trộm tôi nghĩ như vậy rồi bắt đầu len lén ngó đầu lên dõi xuống khoảng vườn u tối bóng người đó vẫn đứng ở đó im lìm không chuyển động nó khoác trên người một tấm áo trắng trùm kín từ cổ xuống chân nhưng tôi không tài nào nhìn cho rõ khuôn mặt ấy phần vì quá tối phần vì khoảng cách từ sân thượng nơi tôi đứng chiếu xuống khu vườn của nhà quý phải đến vài chục mét muốn nhìn cho rõ phải có một ống nhỏ mới có thể nhìn thấy Tuy không có ống nhòm cho nên đành chịu khom khom đứng ở lan can sân thượng mà trông xuống. Đúng như lời thằng Quý kể hôm nọ, tấm áo trắng phủ kín từ cổ xuống chân kẻ kia, không hề có gió, nhưng cứ phất phơ liên tục. Cộng với màn đêm tăm tối thăm thẳm, tạo nên một khung cảnh kỳ dị đến độ dùng người. Có lẽ từ bé cho đến bây giờ, kể cả trong những bộ phim kinh dị, tôi cũng chưa bao giờ phải nhìn thấy một hiện tượng hãi hùng đến thế đứng ở sân thường vừa mỏi chân vừa bị mũi đốt. Nhưng tôi không dám đập, chỉ dám nghiến răng gãi sồn sột, sột, còn mắt mũi thì vẫn đăm năm nhìn xuống mảnh vườn của nhà thằng bạn. Bóng người ma mị vẫn đứng đó rất lâu không hề cử động. Tôi theo lời kể của thằng quý hôm nọ, lại cũng đưa mắt nhìn về phía kích chuồng chó ở sát mé tường của nhà đó. Nhưng trời quá tối tôi chẳng thể làm được gì, cũng không rõ là con vật còn ở trong chuồng hay đã chạy ra ngoài, nhưng mà tuyệt nhiên không hề nghe thấy tiếng chó sủa. Con mì lù của nhà nó có tiếng là chó dữ. Ấy vậy mà nửa đêm trong nhà có một sự xuất hiện dị thường như vậy. Mà con vật đó không dám kêu lên một tiếng, thì rõ ràng là ma, chứ chẳng phải là người. Nhưng tôi bất ngờ giật mình trố mắt ra nhìn, từ trong nhà thằng quý có một tia sáng nhỏ chiếu ra ngoài. Lẫn trong cái ánh sáng bập, lẫn trong cái ánh sáng bập bụng ấy lờ mờ xuất hiện một bóng người kỳ dị dáng đi tập tĩnh lặc lè như là của một người say rượu người đó vừa đi vừa nghiêng ngả như là sắp ngã nhiều lúc tưởng chừng như là trao nghiêng cả đi tôi tò mò nhìn theo nhưng lại bị cái ánh sáng xanh kỳ dị kia làm cho chói mắt không thể nhận ra đó là ai ánh sáng lập lòe xanh lét liên tục nhấp nháy không ngừng khiến tôi dùng mình nhớ đến câu chuyện kinh dị hồi bé thường nghe những câu chuyện kể về lửa ma chơi thứ thường hay xuất hiện ở những gò mả hoang những nơi vắng vẻ và nhất là những chỗ có người vừa chết ngọn lửa bập bùng chợt sáng chợt tắt có màu xanh ma quái rợn người ấy chính là sự hiện hiện của vong hồn của những người âm của những kẻ đã chết từ lâu mà không siêu thoát tương truyền nếu có ai nhìn thẳng vào ngọn lửa ma chơi có thể biết được người nào sắp chết có thể là một người xa lạ trong vùng, có thể là một người họ hàng lâu ngày ốm bệnh, và cũng có thể người sắp chết lại chính là bản thân của mình. Ý nghĩ ấy khiến tôi kinh hãi nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn xuống căn nhà của thằng bạn hàng xóm. Tôi sợ rằng nếu như mình nhìn quá lâu, thì ngọn lửa ma chơi kinh dị ấy sẽ phát hiện ra tôi, sẽ lần theo thứ dương khí đang thoát ra theo hơi thở và nhịp tim dồn dập tìm đến tôi chiếu tia sáng rợn người khủng khiếp đó vào đôi mắt của tôi và để tôi nhìn thấy một máu người hiện ra trong ngọn lửa khuôn mặt đó là của tôi chăng nhưng sự sợ hãi của tôi đã từ từ bị chính cái tò mò hiếu kỳ trong tâm hồn của một thằng bé lớp bảy dần dần lấn át một sự thôi thúc liên tục bùng lên từ trong tâm tưởng ép tôi phải chậm chậm ngẩng đầu lên ghé mắt nhìn sang khu vườn tăm tối của nhà quý nhưng tôi còn chưa kịp làm gì thì tự nhiên bên căn nhà của nó phát ra tù một tiếng rồi im bặt âm thanh như thể là của một vật nặng được rơi xuống nước tiếng đồng ấy cũng tắt ngấm ngay tôi vội vàng ngẩng đầu nhìn lên phía dưới của nhà quý thứ ánh sáng leo lét và người say rượu kia chẳng biết từ khi nào đã biến mất chỉ còn lại một màn đêm sâu thăm thẳm đặc quánh như một hũ nhựa đường cái bóng áo trắng mà quái mà tôi cũng không còn nhìn thấy nữa cả khu vườn lại một lần nữa chìm vào sự tĩnh lặng đến rợn người mà kể cả khi cái bóng kia còn đứng đó thì tiếng động duy nhất tôi có thể nghe thấy chỉ là tiếng thở dồn dập và tiếng trái tim của tôi đập hoảng loạn trong lồng ngực tôi từ từ chậm chậm đứng thẳng người lên để lấy không gian nhìn xa thêm một chút nhưng bỗng từ một cành cây gần đó một cái bóng áo đen lao vút qua kêu thét lên một tiếng rồi vụt qua mắt của tôi khiến tôi kinh hãi nhảy lùi lại đằng sau đôi chân luống cuống vấp phải nhau tôi ngã ngửa đập lưng vào nền bê tông lạnh cứng thì ra đó là một con rơi khổng lồ chẳng biết từ đâu bay ra làm cho tôi kinh hãi nhưng khi tôi lùm cồm bỏ dậy thì đằng sau lưng của tôi đã có một người lù lù đứng ở đó bóng người áo trắng mái tóc xõa dài phất phơ theo làn gió đang từ từ dội xuống tôi kinh hãi rú lên thất thanh chân tay cuống cuồng bò lùi trên nền đất thì lập tức bóng người ấy cũng trao lại phía tôi nó liền rú lên ơ à kia cái ông này làm sao vậy để đêm không ngủ mà 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 la hét ầm mỹ lên là thế nào hóa ra đó là con bé lan chắc bàn ấy nó nghe tiếng của tôi ngã đập lưng xuống nền bê tông cho nên nó lên đây để kiểm tra tôi lắc đầu khẽ xua tay cô trấn tĩnh tinh thần trước khi bảo nó à, không, không có gì à, mày ngủ đi chứ lên đây làm cái gì làm anh cứ tưởng là ma con bé không biết trả lời tôi thế nào mà chỉ khẽ hừ lên một tiếng rồi bỏ xuống dưới tầng vừa đi đến cửa nó vừa nói vọng ra lúc nào xuống thì nhớ đóng cửa tùm lại đấy bố mẹ thấy anh quên là là ma ăn đòn đấy ta biết rồi Tôi trả lời nó ngắn gọn rồi bất giác quay lại phía sau, nhìn về phía khu vườn tăm tối của nhà quý, mà gai ốc trên người của tôi cứ nổi lên rợn rợn. Đêm hôm đó tôi bỏ luôn cái thói quen mỏ lên sân thượng, tự dặn lòng mình có nóng bức đến đâu, thì cũng chỉ ở trong phòng không dám ra ngoài vào buổi tối. Sáng hôm sau theo thói quen thường nhật, chạy sang nhà quý để gọi nó đi học, đình bụng trên đường sẽ kể cho nó nghe câu chuyện kỳ dị đêm qua thế nhưng mà tôi chỉ thò cổ ra ngoài thì đã giật mình đánh thót vì tiếng gào rú man dại từ nhà quý vọng sang bố mẹ tôi nghe thấy lập tức lôi tôi vào trong nhà mẹ tôi giữ tôi lại chỉ một mình bố tôi chạy qua cả thêm ba bốn người hàng xóm cũng giật mình lao sang tôi bỏ lại cặp sách ở trong phòng khách chạy một mạch lên sân thượng nhòm xuống nhà của thằng bạn trên sân nhà của thằng quý ba bốn người đàn ông và cả đàn bà đang giữ chặt lấy tay của mẹ nó bà quân đang gào lên từng tiếng thất thanh mà tôi không thể nào nghe rõ mái tóc của bà rũ rượi như là người điên cứ liên tục vùng vẫy hòng thoát khỏi tay của hàng xóm để lao về phía cái giếng cả giữa sân thằng bạn thân của tôi thì ngồi bệt ở xó nhà khuôn mặt của nó tái dại đi ngơ ngác nhìn khoảng vườn trước mắt nó ngồi bó gối lưng tựa vào một góc tường đứng bên cạnh là ba bốn anh thanh niên mặt mũi vô cùng nghiêm trọng cứ lâu lâu lại liếc mắt nhìn xuống nó như là canh giữ một người tù một vài người nữa thì đứng vây quanh cái giếng trời cưới mùa hè cho nên sáng vẫn còn hơi nóng đám người đó chỉ mặc quần đùi áo ba lỗ chỉ trò xuống lòng giếng nước nhưng trái ngược với bộ dạng thiếu chỉnh chu vừa ngủ dậy của họ thì khuôn mặt của ai cũng tỏ ra nghiêm túc có vài người còn tỏ rõ sự lo lắng bất an, một vài khuôn mặt rõ ràng là đang lắc đầu tuyệt vọng. Trong cái không gian lạnh lạnh của buổi sớm, tiếng chim sẻ đã bắt đầu hót líu lo trên cảnh cây xoan già. Ánh bình minh ló dạng phía trời đông đã bắt đầu tỏa ánh sáng ấm áp xuống vạn vật. Nhưng mà dường như cả xóm tôi và chính tôi lúc này không ai cảm thấy điều gì cả. Vì văng vẳng bên tai của tôi chỉ là tiếng bà quân mẹ của thằng Quý đang liên tục kêu gào ai oán, không ngừng như là một người hóa giải. Tiếng người lầm bầm những lời van vỉ, chắp tay lại như đang cầu trời khấn Phật. Tiếng khóc nỉ non của thằng bạn tôi vẫn còn ngồi bó gối ở xó tường và tiếng lội bì bõm của những người thanh niên vừa dòng dây mỏ xuống giếng. Chỉ một lúc sau thì từ dưới dí giếng thăm thẳm ấy, một thi thể liền được lôi lên và màu da đã trở nên tái xanh trắng bệt vì ngâm nước. Một lần nữa bà quân rú lên một tiếng thất thanh rồi ngất lịm. Xung quanh những khuôn mặt cũng buồn bã cúi đầu, thở dài. Những câu tuyệt vọng như để thông báo một thông tin khủng khiếp về sự ra đi đột ngột của một con người. Bố thằng quý vừa chết đuối dưới dòng nước giếng của chính nhà mình. Đám tang của ông quân diễn ra vào một ngày mưa to gió lớn trời cuối hè đúng vào mùa bão nên những cơn gió khủng khiếp mang theo hơi nước từ bên ngoài biển thổi vào vần vũ cả ngày cả đêm gió rít lên như giận dữ mưa chút xuống đầu người ầm ầm không ngớt nghỉ trong căn nhà ba gian hai trái xây từ thời của ông bà nội của quý bà quân đang quỳ mọp dưới nền nhà hai tay vịn vào thành áo quan khóc nấc lên từng tiếng trời đất ơi là trời sao lại đến độc nỗi này anh ơi Sao anh lại bỏ mẹ con em mà đi thế này hả anh Còn anh nó còn chưa lớn Còn chưa đến tuổi trưởng thành Mà anh nỡ lọc nào rũ áo trầu trời Bỏ vợ bỏ con bơ vơ như vậy Trên những lời khóc tha nai oán của bà Quân Thì hàng xóm láng giềng Chỉ còn biết cúi đầu cắm mặt đâm chiêu Buồn bã như thế Để chia sẻ nỗi đau tột cùng Cùng với một người vợ vừa mất chồng. Và thật là cái chết của ông Quân là một trong những biến cố gây chấn động làm cho cả xóm của tôi ai nấy đều phải bàng hoàng người ta không thể nào hiểu ông quân làm gì giữa nửa đêm mà lại mò mẫm ra ngoài giếng rồi lộn cổ xuống đó mà chết ông có uống rượu có say hay không thì không ai biết người ta chỉ kháo với nhau rằng cái lúc mấy thanh niên mò xuống giếng để vớt xác của ông lên thì người ta đã thấy chi chít bên thành giếng là những vệt máu chạy dài những phần gạch đá dính cả máu lẫn với những sợi tóc nửa đen nửa trắng. Khi thi thể của ông Quân được vớt lên, thì quả thật trên đầu của ông Quân bị nứt vỡ nhiều chỗ. Người ta đoán rằng ông Quân đã không rơi thẳng xuống giếng rồi chết đuối. Người đàn ông xấu số đó trước đó đã chạm xuống mặt nước, đầu của ông ta đập mạnh vào thành giếng, để lại rất nhiều máu me bám lại xung quanh, và có lẽ là ông đã chết vì cú va chạm đó trước khi chết vì đuối nước. Thi thể của ông Quân lúc vớt lên từ lòng nước thì trắng xanh, làn da thậm chí còn bắt đầu đổi sang màu tím nhạt, vằn vện để những đường gân máu chạy dài trên cơ thể. Phần bụng của ông đã xuất hiện những đốm máu tụ màu đen thẫm, đằng quánh lại ấn vào không tan. Nhưng kinh dị nhất, người ta kể rằng hai con mắt của ông khi vớt lên từ dòng giếng vẫn còn mở chừng chừng hai nhãn cầu như là lồi hẳn ra khỏi tròng mắt và đồng tử xám đục lại như mắt của một con cá chết trương cái xăng của ông cứng đờ đặt nằm im lìm trên nền sân gạch bà quân trông thích thi thể của chồng thì đang ngất lịm đi nhưng chỉ một lúc sau thì bà đã tỉnh lại rồi thoát khỏi vòng tay của những người đang ghì chặt lấy mình rú lên để đau đớn đòi lao ra ôm sắc của ông quân vào lòng thì lập tức máu từ lỗ mũi, lỗ tai, hốc mắt và cả trong miệng của ông đã bắt đầu tú ra. Thứ máu đỏ tươi như là máu của người còn sống chảy linh láng trên nền gạch. Hòa lẫn với nước giếng loang rộng khắp cả một khoảng sân. Những người hàng xóm khi đứng bên xung quanh ai cũng phải tái mặt run người, vội vàng lùi xa thêm một quãng. Họ chưa từng chứng kiến cái chết nào khủng khiếp đến như vậy. Đây là một vùng đồng bằng, người sống xung quanh đây chủ yếu là chết già hoặc là chết vì bệnh tật lại càng hiếm có trường hợp nào chết đuối dưới ao hồ sông nước vì vùng này không có mấy địa điểm như vậy chẳng ai ngờ có ngày người ta phải chứng kiến cái chết kinh hoàng của một người đàn ông chết ngay trong lòng giếng mà tổ tiên mình đã đảo sẵn cái chết của ông quân khiến cho xóm giềng kinh sợ cũng là vì vậy hôm đám ma của ông quân thì chính tôi cũng có mặt lăng xăng chạy đi phụ việc cho người lớn. Công việc của tôi dĩ nhiên là ghi chép tên và địa chỉ của những người đến phúng viếng, hoặc là cầm phấn tô lên những chiếc in xe rồi hướng dẫn người ta để gọn vào một góc. Không phải là người trong họ cho nên tôi cũng chẳng phải đội gan tang, nhưng cũng mặc một chiếc áo phông tối màu để hòa cùng với không khí đau buồn của đám ba người hàng xóm. Bố mẹ tôi không muốn tôi xuất hiện ở trong khuôn viên căn nhà của ông Quân vì sợ những chuyện tâm linh kinh dị. Người ta bảo là trẻ con người đang có bệnh không nên đến viếng đám ma vì có thể luồng tử khí tỏa ra từ trong quan tài của người chết sẽ làm cho trẻ con ngủ mơ hay thậm chí là khiến cho bệnh tình của ai đó phát triển nặng nề hơn. Tôi thì không tin nhưng mà bố mẹ tôi thì khăng khăng bắt tôi ở bên ngoài tò mò cho nên là cứ lâu lâu tôi lại chạy vào trong để xem. Thằng quý bạn tôi vẫn đứng chống gậy để đưa ma bố nó. Ngày thường thì ông quân làm nghề bảo vệ. Ông cũng chỉ là một người rất bình thường. Mới học hết lớp 10 thì đã nghỉ cho nên cách dạy con của ông cũng có phần hà khắc và tàn bạo. Ông đánh thằng quý như là đập đất. Nhưng mà thằng bạn tôi có vẻ không hề oán bố nó một chút nào. Nó cứ đứng run rẩy ôm lít cây tre lâu lâu lại khóc nấc lên vì thương ông. Nhìn cảnh tượng ấy không chỉ riêng tôi, mà những người trưởng thành, các ông cụ, các bà ở trong xóm, cũng phải ngậm ngùi thương tiếc cho thằng bé, mới có chút tuổi đầu mà đã mất bố. Nhưng mà khi tôi còn đang ghi tên một đoàn người và viếng, thì bất chợt có một hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra. Tôi ban đầu không để ý, nhưng cứ liên tục thấy ba bốn người, rồi bắt đầu đông hơn có cả bà già thanh niên chạy ra khỏi tăng trưởng. Ban đầu tôi nghĩ rằng là họ đang đi về nhà để lấy cái gì đó. Nhưng mà đến khi nghe tiếng nhà khiếu của phường Bát âm trong nhà của thằng quý tất liệm, rồi bỗng nhiên tôi thấy cả đội kèn và tay kéo nhị, chạy hộp tốc nốc gan, vừa lao ra khỏi tăng trưởng vừa cầm theo cái đàn nhị, thì tôi mới tá hỏa đứng vụt lên, bỏ luôn cả vị trí để chạy bổ vào thằng quý đang đứng ở giữa nhà hai mắt của nó trợn lên lòng đen chạy ngược lên mí mắt đôi tay run rẩy cầm cây gậy tre chỉ thẳng vào miệng giếng xung quanh thằng bạn của tôi họ hàng thân thích hàng xóm láng giềng và ngay cả bà quân mẹ của nó đang đứng nép sang hai bên tường khuôn mặt ai nấy cũng đều tái mét hiện hiện rõ nét sự kinh hoàng cực điểm không ai nói được nên lời cả tăng trường lặng ngắt im bặt cả tiếng khóc Ông già chấp sự người luôn lo việc tang ma của xóm cũng đứng im một chỗ, hai mắt đờ dại mồm miệng há hốc ra vì kinh ngạc. Còn thằng bạn của tôi nó vẫn đứng đó, mắt trợn trừng mồm sùi bọt mép và cánh tay thì lại lăm lăm cây gậy tre, chỉ thẳng vào cái giếng sâu thăm thẳm nơi ông quân vừa chết. Mở, mở ra! Cái giếng từ lúc ông quân ngã chết đã được người dân trong xóm dùng một tấm mê tông to chẳng biết mang về từ đâu để kín lại. Giờ đây tất cả hàng xóm láng giềng đều nhìn theo cây gậy trên tay của quý. Chị thằng vào nắp giếng đang run lên bẩn bật, như thể có một thế lực vô hình nào đó từ bên dưới đang đòi chui lên. Mở ra, mở nắp cho tôi ra ngoài. Giọng nói của thằng quý bình thường vẫn còn hơi eo éo như giọng của trẻ con, nhưng lúc này đây bỗng nhiên đổi khác, trầm đục như là giọng của đàn ông nghiện thuốc lá khen ghét vang xa công khắc nào giọng của ông quân ngày còn sống ập thành phát ra từ cái mồm trắng phao bọt dãi của nó rõ ràng là ngay gần chỗ của tôi đang đứng mà nghe như thể từ cõi âm ti địa phủ vọng về nhừa nhựa và lạnh lẽo kinh khủng đến rợn người mở nắp giếng ra mở nắp giếng ra cho tao những người đàn bà đứng trong gian phòng khách không thể thoát ra ngoài vì thằng quý chắn chứng ngang ở trước cửa thì run rẩy lên như cầy sấy nước mắt nước mũi của họ chan chứa trên gò má dò cả xuống nền nhà nhưng không một ai dám khóc to đám thanh niên và những người đàn ông lớn tuổi cũng căng thẳng đến tái cứng cả mặt mày run rẩy nhìn những cử chỉ khác biệt của thằng bé mà sợ hãi có người thì tin là quý vì nhớ bố cho nên mới tưởng tượng ra mọi chuyện làm những hành động kỳ dị ngay giữa đám tang nhưng có người yếu bóng vía hơn thì quả quyết là vong hồn của ông quân chết oan cho nên hiện hồn về thật thế nhưng mà cả hai nhóm người đó đều không ai giải thích được cái hiện tượng kinh hoàng kinh dị kia khi mà nắp bê tông đậy lên trên mặt giếng thì vẫn cứ ầm ầm rung lên liên tục ông chấp sự lớn tuổi thường xuyên phải lo liệu những việc tang ra bối rối mất cả phút mới lấy lại bình tĩnh ông chấp tay trước ngực run giọng rồi bảo anh quân anh sống khôn thác thiêng, anh nghe lời thỉnh khẩu của tôi, để an nghỉ chứ đừng về nữa và làm cho vợ con của anh sợ. Ông còn chưa dứt lời thì bất ngờ thằng Quý coi phát sang ông, cầm cây gậy tre ném thẳng tay. Cây gậy tre không nặng nhưng cứng chắc như là thép bay vù một cái về phía ông già chấp sự. Không may ông tránh sang được một bên run rẩy nhìn nó. Thằng Quý lúc này trợn tròn đôi mắt, trong lòng trắng của nó vằn vện đầy tia máu đỏ. Đôi đồng tử đã hạ xuống không chìm khuất sau mí mắt, nhưng trắng đục y như mắt của ông quân. Lúc mới vớt từ giếng lên, nó lạnh lùng rồi bảo, mở nắp cho tôi. Lời nói vừa phát ra, cây nắp che miệng liền lập tức liền run lên bẩn bật, phát ra những âm thanh rìn rít như có ai ở dưới đang cố gắng. Dùng sức đẩy cái nắp đó lên, ông chấp sự kinh hãi tột độ, mặt mũi tái xanh run rẩy lắp bắp chỉ thẳng vào miệng giếng mà ra lệnh mở ra, mở cái nắp che miệng giếng ra. Mấy anh thanh niên đứng bên cạnh cũng run bắn cả người, ban đầu không có ai nhúc nhích, nhưng thằng quý đã lặp lại cái mệnh lệnh hãi hùng ấy. Mở ra! Hai tiếng vừa kết lên từ sau cổ họng trầm đục gầm rít như tiếng của ông quân, thì ba bốn thanh niên trong xóm vội vàng chạy lại, hợp sức kéo cái miếng bê tông nặng trịch sang một bên, cái miệng giếng vừa mới mở ra thì tấm bê tông bất ngờ lật tung lên, hất bay sang một phía vỡ vụn. Ngay lập tức tất cả các ngọn nến và đèn dầu trong gian giữa đặt quan tài vụt tắt. Chỉ mới đầu giờ chiều nhưng vì trời mưa cho nên mây đen vẫn vũ che kín cả mặt trời, làm cho ánh sáng không thể xuyên qua. Vô tình cũng biến không gian nơi đặt áo quan trở nên mở tối điêu linh. Bỗng cái bát hương chỉ cắm mỗi ba cây nhang đặt trên áo quan bụng cháy, gọi là cái bát thương nhưng mà thật ra đó chỉ là một thân cây chuối được cắt hai đầu dài chừng 10 phân thân cây chuối dĩ nhiên là còn tươi nhưng cũng bén lửa bừng bừng như một ngọn đuốc được tẩm dầu ngọn lửa xanh nét kinh hoàng giống hệt như ngọn lửa ma chơi ở ngoài nghĩa địa ngọn lửa ấy bập bùng tỏa ra thứ ánh sáng xanh rùng rợn không khác gì ánh sáng mà tối đêm hôm trước đã nhìn thấy chiếu ra từ trên tay của bóng người lảo đảo trên sân của nhà quý. Không cảnh dùng rợn đến kinh hoàng, ngọn lửa vùng cháy thì lập tức bà quân rú lên như một kẻ điên, chạy thẳng ra sân thượng về miệng giếng vừa mở nắp. Rất may đám thanh niên ở gần đó đã lao lại, ôm choàng lấy ngang lưng của bà, kéo ghi bà quân không cho bà cắm đầu xuống giếng chết theo chồng. Đúng lúc ấy thì một tia chớp bất ngờ sáng bừng cả bầu trời, rồi một tiếng sấm cất lên, rền vang như là giận dữ, khiến đám đông hoảng loạn cúi dạp người xuống đất. Khi ấy thì ngọn lửa xanh ma quái kia mới ngừng cháy và chẳng biết tới lúc nào thằng quý ngã vật ra nền đất thở khò khè như là một con mèo bị bệnh. Người ta vẫn còn mang quan tài của ông quân ra ngoài nghĩa địa chôn cất cho tử tế. Nhưng ông quân đi khó khăn lắm trời mưa như là chút nước đào được bao nhiêu đất thì đất biến thành bùn theo dòng nước chảy vào hố huyệt lúc mà chôn cất ông quân người ta phải dùng hai cây xào ấn đầu quan tải xuống rồi mới bắt đầu lấp đất lại họ hàng làng xóm phải vất vả lắm ông quân mới chịu an nghỉ nhưng cũng từ đó trong nhà của quý bắt đầu nổi lên những chuyện thật kinh hoàng từ sau đám tang kinh dị của ông quân nhiều người trong xóm không còn dám đến nhà quý chơi như trước ngay cả tôi cũng vậy cái biến cố rùng rợn kia xảy ra ngay trước mắt khiến tôi mấy đêm liền không ngủ được vì sợ ma. chồng tôi bình thường to mồm là như vậy, nhưng nói thật gặp những chuyện kinh dị đến thế, thì người lớn cũng phải xón đái ra quần. nói đâu xa, ngay hôm sau thì ông chấp sự việc tang ma của thằng quý lan ra ốm và tuyên bố thằng thừng là từ giày về sau ông không đứng làm chấp sự cho bất cứ đám hiếu nào nữa. Những sự quái dị trong nhà thằng Quý từ đó cũng bắt đầu được dân cư quanh xóm bản ra tán vào. Hôm trước sau đám ma ông quân mấy ngày thì có một anh thanh niên đi chơi về nhà muộn. Anh sợ đi xe vào xóm làm mất giấc ngủ của mọi người cho nên tắt máy từ ngoài ngõ. Rồi dắt bộ vào nhà. Thế nhưng lúc đi ngang qua nhà của thằng Quý thì bất chợt anh dùng mình khựng lại. Cảm giác lạnh bút cả sống lưng và rõ ràng như thể vừa ai đó chạm tay sờ lên vai của mình anh hơi sợ nhưng cũng cố gắng chấn tĩnh quay mặt nhìn vào cổng của nhà quý cổng của nhà nó là một cái cổng sắt uốn hoa cho nên người từ ngoài có thể nhìn thấy được hầu hết cảnh vật ở trong sân cái khung cảnh ấy dĩ nhiên là được bao gồm luôn cả cái giếng chỗ ông quân đã chết đôi mắt của anh thanh niên mới chỉ hướng vào bên trong thì ngay lập tức đã kinh hoàng rụng rời cả chân tay cái xe máy cũng cứ như vậy đổ nghiêng ra nền đất. Vì khi người thanh niên nọ nhìn vào anh trông thấy một bóng người trắng toát, đứng vơ vẩn trong vườn ngay phía sau cây giếng ngoan nghiệt. Trời không có gió nhưng mà tà áo trắng của người đó mặc cứ phất phơ lay động như có một luồng lửa âm phong thổi tới. Anh thanh niên kinh hãi đến điếng người tá hỏa bỏ chạy về nhà, quên luôn cả cái xe máy vứt chỏng chơi trên nền đường ngõ người nhà anh ta phải chạy ra để lôi xe về. Thế nhưng cũng chưa hết, nhiều bà hàng xóm hay là con buôn chuyện còn kể với nhau một sự việc kỳ bí hơn. Đó là lúc nửa đêm có bà hàng xóm mà sát vách của nhà quý mất ngủ. Người già khi ngủ thường rất thính tai, chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng có thể mở tròn mắt tỉnh dậy. Đêm hôm ấy, bà kia đang thiêu thiêu ngủ nằm ở trong buồng. Nhà của bà thì hướng mặt sang sân của nhà quý, cả hai nhà chỉ cách nhau một bờ tường mỏng cho nên bình thường trong nhà nó có chuyện gì thì bà cũng đều nghe thấy hết đang nằm ở trên giường thì bỗng nhiên bà ta bắt đầu nghe thấy những tiếng rên rỉ rất khẽ vang lên cứ tưởng là hai vợ chồng thằng con bà lại cãi nhau bà đã bực mình định sang buồn mắng cho nó một trận nhưng được một lúc thì bà đã nhận ra ngay tiếng rên rỉ nỉ non kia không phát ra từ buồng ngủ của con trai bà mà cất lên từ phía bên kia bức tường của nhà quý Bà quân nhớ chồng nên lén ra ngoài khóc trăng Hay là thằng quý nửa đêm nhớ bố không ngủ được Bà hàng xóm tự hỏi lòng mình như vậy Rồi lại quả quyết gạt đi Vì rõ ràng là không phải Bởi lẽ tiếng khóc đấy không phải là của đàn bà Mà lại càng chẳng phải tiếng nức nở của trẻ con Đó là tiếng của đàn ông Thì khóc tắc nghẹn như là kẻ đăng nỉ non rên rỉ cố cắn chặt răng lại với nhau để ngăn dòng lệ âm thanh nghẹn ngào ai oán đến giận người cứ như vậy cất lên lúc thì thật gần như là có khi lại thật xa như là từ cõi âm ti địa phủ vọng lại mà càng nghe thì bà lại càng thấy sợ chân tay của bà hàng xóm cứ như dính chặt vào giường không thể nào cử động nổi Trời mùa hè đầu thu nhưng tiết trời vẫn còn khá nóng ấy vậy mà bà vẫn thấy cơ thể của mình lạnh buốt run lên từng hồi như ngâm trong nước đá hai mắt của bà mở thao láo trở lên hướng về phía sân của nhà thằng quý sự kinh hãi ban đầu còn chưa chấm dứt tiếng rên rỉ nỉ non vẫn còn chưa dừng lại lập tức bà già nghe thấy tiếng chó sủa tiếng của con mi lu trong nhà của thằng quý con chó vừa to vừa dữ nhưng mà tiếng nó sủa thì lại gầm gừ trong cuống họng nhấm nhẳng không rõ ràng bà chỉ nghe thấy những tiếng gâu gâu đứt đoạn bà dùng mình thẩm nghĩ. Đúng là tiếng chó sủa ma. Vì con Milu không sủa theo một chàng dài, mà cứ nhấm nhẳng rít lên từng tiếng một. Xen lẫn giữa là những tiếng sủa lạnh lùng đứt đoạn. Là những tiếng chó chu lên thảm thiết. Âm thanh như là tiếng ma gạo quỷ khóc giữa đêm khuya, làm cho bà sợ hãi đến tiếng hồn, toàn thân run lên bẩn bật. Chó mèo là giống vật có linh tính, có khả năng nhìn thấy những thứ mà con người bình thường không thấy được. Bà cũng nghe người ta bảo rằng khi chó mà nhìn thấy ma thì sẽ khụp đuôi lại, sủa lên từng tiếng. Nhưng bà không nghĩ được cái âm thanh ấy lại có thể dùng dựa đến thế này. Bà già cả đêm ấy không sao chợp mắt được, vì mắt của bà cứ nhắm lại là hình ảnh của ông quân lại hiện về. Và không chỉ ông quân mà cả thằng quý. Lúc nó trợn mắt há mồm xùi bọt mép, chỉ thằng cây gậy về phía miệng giếng bịt kín bê tông, bắt mọi người mở nắp để hồn bố nó thoát ra ngoài. Bà dùng mình kinh sợ khi nghĩ về cái viễn cảnh căn nhà ngay sát phách gia đình, có một phong hồn người chết đang đeo bám. thứ âm khí kinh hoàng ấy có lẽ đã bủa vây, bao trùm cả căn nhà của bà Quân. Thằng Quý từ cái hôm bố nó mất thì nó cũng ít ra khỏi nhà, biến cố hôm đó nó không biết gì cả. Khi tỉnh lại người lớn hỏi thì nó lắc đầu bảo không nhớ. Nó ngư là người mơ ngủ mộng du, nửa tỉnh nửa say. Chỉ thấy khi mọi việc kết thúc thì nó nằm ngủ ở trên giường. Bố mẹ tôi cũng như có định kiến kể từ sau biến cố ấy. Hai ông bà không đồng ý để tôi sang nhà nó chơi như mọi bận. Mỗi lần nó sang nhà tôi chơi thì bố mẹ tôi lại đưa mắt liếc nhìn nó đăm đăm. Có lẽ nó cũng tình ý nhận ra cho nên hạn chế hẳn việc sang nhà tôi chấp bài tập. Nhưng tôi có việc cần phải nói cho nó biết, đó chính là sự việc đêm hôm trước, khi tôi ở sân thượng phát hiện ra bóng người lào đảo đi ở giữa sân. Sự việc ấy vẫn ám ảnh trong đầu của tôi mãi không thể nào rút ra được. Cái bóng mặc áo trắng là người hay ma, và người say rượu đi ở giữa sân có phải bố quý hay không? Tất cả các chi tiết đó khiến tôi đau đớn đêm ngày không thể tập trung vào bài vở nếu như chưa nói hết ra cho nhẹ lầm. Cơ hội ấy đã có vào một hôm nọ, khi bố mẹ tôi có việc phải về quê ăn dỗ sắt theo cả con bé Lan em gái của tôi. Cái lý do bố mẹ để tôi ở lại trong nhà thật ra thì cũng hơi chạnh lòng, vì hai người xấu hổ không muốn cho tôi về quê. Họ hàng lại hỏi chuyện học hành của tôi thì sốt ruột. Nhưng thôi, Việc ấy cũng đã qua nên tôi chẳng muốn nhắc đến làm gì. Ngày hôm ấy trên đường đi học về tôi bảo với quý. Ê này, chiều mày dỗi không sang nhà ta ta bảo cái này. Có việc gì về anh? Thì cứ sang đi ta có chuyện muốn nói. Thế tôi có vẻ bí bí mật mật, quý cũng bị cuốn theo ngay. Còn ít tuổi lại hay tò mò, cho nên cả nó và tôi đều quên đi những biến cố kỳ dị xảy ra trong đám tàng của bố nó chiều hôm ấy vừa ăn cơm xong thì thằng quý chạy sang tôi lôi nó vào trong nhà đóng cửa lại rồi bắt đầu tỉ mỉ kể lại những sự kiện lạ lùng đêm hôm trước thằng quý nghe hết nhưng mà rất lạ nó không hề tỏ ra ngạc nhiên hay sợ hãi mà trái lại còn liên tục gật gù không hề nghi ngờ gì về tính xác thực câu chuyện tôi đang kể nó đợi tôi nói hết rồi bắt đầu tiếp người có dáng đi lảo đảo đêm hôm ấy anh nhìn thấy chính là bố em Tôi giật mình hỏi ngược lại Sao mày dám chắc như vậy? Vì vì chính em nhìn thấy bố em ra khỏi buồn mà Tôi tái mặt nhìn thằng bạn thân Kinh hoàng nghĩ tới việc Chính mắt của quý đã trông thấy cảnh bố nó lao đầu xuống giếng Mà vẫn giữ bí mật cho đến tận lúc này Tôi liền hỏi Thế mày trông thấy bố mày ngã chết sao? Tại sao mày không kêu cứu? Nó buồn bã lắc đầu miếu máu bảo Em không biết Em còn tưởng là mình nằm mơ em đang ngủ thì nghe có tiếng ken két mở cửa từ buồng của bố mẹ lúc ấy còn đang chập chờn ngái ngủ em chỉ ngoái cổ trông qua khe cửa thì thấy bố em cầm đèn pin lẫm chẫm ra ngoài em thì cứ nghĩ là bố em đi tiểu thôi cho nên em quay lại ngủ tiếp được một lúc thì em nghe thấy có tiếng kẹt cửa đoán chắc là bố em về buồng cho nên lại chẳng quan tâm nhưng mà lờ mờ trong giấc ngủ thì em có nghe thấy một tiếng vật nặng rơi xuống nước ấy thế mà em cứ tưởng là bố em ném cái xô sắt xuống giếng để kéo nước rửa chân tay ai ngờ à, lại chính là bố em ngã chết tôi nhìn nó thở dài thông cảm rồi buồn buồn an ủi thôi bố mày đi rồi thì bây giờ ở lại chăm sóc bà quân cho tốt vào khổ thân bà ấy một mình mẹ mày trông vất vả lắm thật quý gật đầu rồi lấy tay áo lau nước mắt một lúc sau nó bất ngờ bảo sau khi mà có tiếng bố em rơi xuống nước thì cánh cửa buồng bên kia lại kẹt vang lên một lần nữa. Đúng lúc như là có ma vậy. Mà với cả em vẫn nhìn thấy cái bóng trắng ở trong vườn anh à. Tôi không quan tâm đến cái cửa nhà nó kêu lên thế nào mà tái mặt nuốt khan của họng rồi hỏi. Thật sao? Là, lần mày trông thấy gì? Thật quý bỗng nhiên trầm giọng xuống thì thầm như sợ có ai nghe được. Em, em không nghĩ nó là ma đâu. Người đấy chắc chắn là người tôi chóng váng chấu mắt ngạc nhiên cái gì mày chắc không người nào ai mới được chứ người thì còn con milu nhà mày nó phải sủa lên rồi chứ nhưng mà em nhìn thấy chân của nó ma quỷ thì làm gì có chân các cụ trong xóm kể suốt rồi còn gì ma không có chân nó chỉ lướt đi trên mặt đất thôi những cái bóng đứng ở trong vườn em thì có chân em thấy rõ ràng mà quý nhìn bàn mặt bán tín bán nghi của tôi rồi kể lại điều hôm ấy em nhớ bố quá không có ngủ được ngồi úp mặt trên bàn viết chứ không có về giường cửa sổ buồng của em khép hờ trong buồng lại không bật điện cho nên là người ở bên ngoài không biết là em đang thức hay đang ngủ em không chú ý lắm cho đến khi mà thấy cái bóng trắng kia lờ mờ lẩn khuất trong vườn ban đầu em sợ lắm vì em tưởng là bố em hiện về nhưng mà một lúc sau định thần lại thì em thấy là nó có chân nó đang bước đi trên mặt đất như, như thế thì chắc chắn không phải là ma đúng không anh ma quỷ sao có chân được chứ Tuy chẳng biết trả lời nó ra sao đầu óc cứ rối tinh rối mù không tìm được lời giải đáp cho hiện tượng kỳ bí vừa mới diễn ra theo lời kể của thằng hàng xóm quan trọng là nếu đó không phải là ma thì con chó mi nhà nó phải sủa ẩm lên trước mà ngược lại con chó chỉ nhấm nhẳng sủa lên đứt đoạn vài tiếng mà thôi thế là thế nào là ma hay là người sự tò mò của tôi kết hợp với cái nông nổi của tuổi trẻ khiến tôi làm một việc mà cho đến lúc này tôi không dám chắc là khôn hay giải. Tôi thực hiện việc này một cách bí mật, không để cho ai biết ngoại trừ thằng Quý. Kế hoạch của chúng tôi là đêm hôm ấy, thằng Quý dành cho bà quân đi ngủ, còn nó trèo rào chạy sang nhà tôi. Trước đó tôi sẽ trực ở sân thượng, chỉ cần trong thấy bóng của nó lao ra ngoài ngõ là chạy xuống mở cửa cho thằng bạn chui vào nhà. Sau khi xong xuôi, cả hai thằng tề tiểu lại trên sân thượng, để xem cái bóng trong vườn nhà quý là người hay ma. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này tôi đã chuẩn bị sẵn một cái ống nhòm đồ chơi mua ở hàng quà vật trước cổng trường. Cái ống nhòm giá 50 ngàn, tôi phải đập lợn tích tiền ăn sáng cả tháng mới có thể mua. Dĩ nhiên là cái ống nhòm ấy chỉ phóng đại được một chút, nhưng có lẽ có thể giúp ích được cho cả hai thằng chúng tôi trong công tác lần này. Tiếc đứt cả ruột cái ống nhòm vừa mới mua chưa dùng được lần nào. Ta phải lấy tô vít tháo ra để làm đôi mỗi thằng gặp một cái. Thằng quý có vẻ khá hài lòng với cái ống nhòm của nó. Còn cái của tôi thì cứ chập trà chập chờn chẳng nhìn thấy mẹ gì. Đúng là đồ chơi hàng mã. Tôi còn chuẩn bị cả một chai coca lít rưỡi và một đống mì tôm trẻ em. Và quan trọng nhất là một lọ kem bồi chống muỗi Vì cảm giác ngứa ngáy cực kỳ khó chịu mà đi cùng cả với cơn đói rất có thể trở thành nguyên nhân khiến hai thằng phải bỏ cuộc. Cái kế hoạch chỉn chu đến thế nhưng mà cuối cùng lại không thực hiện được vì một lý do khách quan nhưng tôi tự thấy là rất đau lòng. Đêm hôm ấy theo đúng kế hoạch thì tôi luồn lên sân thượng từ sớm để hóng thằng quý trèo ra khỏi cổng nhà. Đồng hồ trên tay của tôi đất lết đi chậm rãi, 9 rưỡi rồi 10 giờ, 11 giờ. Cả mấy tiếng đồng hồ ngồi đợi vừa mệt vừa buồn ngủ, tôi đã định từ bỏ công tác vì nghĩ rằng thằng bạn của tôi ngủ quên nhiệm vụ. Ngày mai tôi sẽ phải tế cho nó một trận. Nhưng đang định rời vị trí để trở về phòng, thì bóng tôi trông thấy dưới nhà của thằng Quý, một cánh cửa buồn hé mở ra. Hí hừng vì nghĩ thằng bạn cuối cùng cũng xuất hiện, tôi đành định chạy ngay xuống nhà để mở cổng đón nó. Nhưng chẳng hiểu như thế nào, Tôi nán lại một chút lấy cái ống nhòm quan sát và sự nhớ ra rằng cánh cửa kia không phải buồn của thằng bạn tôi mà lại là buồn ngủ của bà Quân mẹ nó. Bà Quân thức khuya như vậy. Tôi tự hỏi rồi tiếp tục giấu mặt sau lan can chỉ thò mỗi cái ống nhòm lên quan sát. Cái ống nhòm đồ chơi nhưng có vẻ cũng khá hữu dụng khi giúp tôi phóng đại lên cả khuôn mặt của người đàn bà có chồng vừa chết. Nhưng khuôn mặt của bà Quân chẳng có vẻ gì là buồn đau khắc khoải. Bà đang lấm la lấm lét đưa đầu nhìn về cửa buồng của quý. Trên cổ bà gión rén, bước nhón như là một thằng ăn trộm. Thì câu mày kinh ngạc tự hỏi ở trong đầu. Bà Quân đang làm cái quái gì vậy? Bà bước đến sát cửa buồng của quý, hình như còn ghé mắt trông qua một khe hở nhỏ ở trên cánh cửa. Thì không dám chắc về khoảng cách quá xa lại nhìn qua một cái ống nhòm đổ chơi giữa đêm hôm khuya khoắt. Nhưng tôi đoán chắc rằng bà Quân vừa kiểm tra xem thằng bạn tôi đang ngủ hay là còn thức. Một lúc sau tôi thấy bà Quân bước xuống sân, khuôn mặt lấm lét lúc vừa rồi đổi hẳn sang kiểu khác. Chồng hơi có phần háo hức, lại nửa như là đang sốt ruột chờ đợi, hoặc chuẩn bị làm một việc gì mờ ám. Trong bóng tối mờ mịt không một ánh trăng sao, tôi thấy bà Quân lò dò tín bước ra sân, kheo với nhẹ lên phía trước chỉnh lại tiêu cự của cái ống nhòm giãn rộng ra để nhìn được khoảng không lớn hơn tôi giật mình nhìn thấy một bóng người mặc áo dài tăng trắng đang đứng trong vườn của nhà bà quân cái bóng người ấy dường như đang trả lời bà quân bằng cách liên tục lắc lư thân người như là một quả lắc đồng hồ cửa đồng cứng đờ như của một giống hình nhân hay là người máy tôi lại chia ống nhòm về phía của bà quân khuôn mặt của bà ít nhiều đã thay đổi. Nét háo hức vui tươi ban nãy từ từ biến mất để thay thế bằng một sự lo lắng bất an khi trông thấy cái bóng trắng kia đang đung đưa trước mặt. Trên tấm kính phóng đại của cái ống nhòm, khuôn mặt của bà Quân hiện lên rõ ràng một nét kinh hoàng. Mắt của bà ta đờ dại mồm miệng há lớn như kinh sợ. Còn làn da trên mặt thì nửa đêm vẫn tô son đánh phấn, nhưng lúc này tái mét xanh sao như tàu lá chuối. Bà Quân bước lùi lại phía sau, đôi chân loạn choạng run lên cầm cập. Một tay của bà đưa lên che miệng, tay còn lại thì đưa ra đằng trước khu khoáng trong không khí, như là xua đuổi một thứ gì ghi gớm lắm. Bà Quân bước hụt chân ngã ngửa người ra trên nền gạch, hất đổ luôn cả cái lưu sành vỡ tan trên nền đất. Mảnh sứ sắc bén hình như cắm cả vào tay, vì tôi thấy bà kêu rú lên một tiếng. Rồi cứ như vậy tứ chi của bà cuốn cuồng, bà vừa bò lết chui thẳng vào buồng đóng chặt cánh cửa lại từ bên trong những tiếng gào thét kêu la bắt đầu vọng ra giữa đêm trời vắng lặng nhanh chóng đánh thức tất cả những gia đình lân cận những bóng đèn dần dần bật sáng những tiếng người ở xung quanh đã bắt đầu hô hoán gọi nhau chạy bồ sang nhà phía bà quân trong cái đêm đầy hỗn loạn ấy nhưng không biết vì sao thần quý bạn tôi vẫn vô tư đóng chặt cửa buồng không hay biết gì đến sự kiện dồn dập diễn ra ngay chính trong khuôn viên của nhà mình. Chỉ có mình tôi đứng ở sân thượng dùng mình chứng kiến tất cả mọi biến cố hãi hùng đang diễn ra trước mắt. Dưới không kính phóng đại của cái ống nhòm và ở trong khoảng vườn tăm tối mở mịt. Cái bóng người khoác tấm vải trắng kia lắc lư qua lại, lùng lẳng treo dưới một cành cây, đung đưa nhẹ nhẹ theo làn gió. Cả đêm hôm ấy, xóm tôi không ai ngủ được. Những người thanh niên khi nghe tiếng kêu khóc thất thanh bên nhà quý đã vừa đập cửa ầm ầm vừa tìm cách trèo rào để nhảy vào trong sân. Họ phát hiện bà quân đang trốn dưới gầm giường, khóc lóc mếu máu không ngừng. Khi những người đầu tiên phá được cánh cửa để chạy vào buồng, thì bà quân rú lên, thảm thiết quỳ mọp xuống đất, chắp tay lại van xin. Anh quân ơi, em biết tội rồi, em biết tội rồi, xin anh tha cho em, em không bao giờ dám làm như vậy nữa. Còn ở ngoài vườn khi đám thanh niên trong xóm nhảy vào, người ta đã tá hỏa phát hiện ra một thi thể đàn ông treo lùng lẳng dưới một cành cây mít. Cây xác đã cứng đờ toàn thân tím tái vì tụ máu, cổ bị bẻ ngoặt sang một bên, đầu ngước lên mặt trắng trợn trừng và cái mồm há lớn, trông như đang là một nụ cười quái đản. Nhưng khuôn mặt thì lại in hẳn những dấu vết kinh hoàng, tự hồ như là trông thấy một sự việc gì cực kỳ kinh sợ dưới tấm vải trắng mà cái sắc đó khoác lên người các thanh niên các chú dân phòng và cả công an tìm thấy một miếng ba tê loại thức ăn dành cho chó có tầm một lượng thuốc ngủ rất mạnh đấy chính là lý do khiến con milu của nhà quý nổi tiếng là chó giữ mà khi có người lạ vào nhà thì không hề sủa cắn trong túi của người đàn ông đó các cán bộ và cơ quan chức năng còn tìm thấy một máy ghi âm bên trong có một cuộn băng thu lại được những tiếng động kỳ lạ như là tiếng móng sắc cào lên gỗ cuốn băng quay thêm một lúc thì đổi sang những âm thanh kinh dị của tiếng chó sủa nhấm nhàng ngắt quãng xen lẫn những tiếng chu rùng rợn và ma quái đúng là những tiếng động mà thằng quý bạn tôi và bà già hàng xóm từng nghe thấy trong nhiều đêm để rồi họ tưởng đó là những tiếng chó sủa ma tiếng âm hồn vọng về từ nghĩa địa Hóa ra thì bà Quân đã nảy sinh tình cảm lăng nhăng ngoại tình với một người đàn ông lạ mặt ở xóm trên. Hai người thường xuyên thậm thụt qua lại với nhau. Ban đầu thì còn giữ bí mật, nhưng càng về sau thì ngọn lửa tình lại càng lớn. Bà Quân sau một thời gian nắm rõ thời khóa biểu của ông Quân, biết là chồng của mình đi làm bảo vệ ca đêm ở công ty, cho nên đã bắt đầu rủ nhân tình về tận nhà. Gã nhân tình ấy vì sợ quý phát hiện cho nên giả làm ma để dọa nó, khiến cho nó không biết mình nhìn thấy người hay thấy ma, lại nghe cả những tiếng động kỳ quái ở trong nhà, cho nên không hề biết mẹ mình dẫn nhân tình vào nhà. Nhưng mọi chuyện như nhúc ở trên đời, dù khéo cho để đến đâu rồi cũng bị lộ ra. Ông Quân nhận thấy dấu hiệu nghi vấn của vợ, cho nên nhân một hôm mong xin nghỉ rồi vòng ngược trở lại nhà ngủ với vợ. Bà quân không kịp báo tin cho nhân tình cho nên gã cứ quen mùi mà mò đến. Toàn tiếp dẫn cái cảnh cơm no bỏ cưỡi. Chẳng ngờ hôm đó ông quân ở lại nhà, ông thấy tiếng động ở ngoài vườn, mang đèn pin ra soi. Nhưng vì hôm ấy có chút men cho nên ông hơi loạn choạng. Bà quân sợ chồng mình phát hiện ra gã nhân tình đã lén đi theo, rồi dình chờ cơ hội. Cùng với gã bồ của mình để ông quân ngã xuống giếng. Đáng ra ông không chết, nhưng vì cú ngã quá mạnh khiến đầu của ông đập vào giếng làm toàn bằng đá ong cho nên người đàn ông xấu xố vỡ sọ mà chết sáng hôm sau thì bà quân giả vờ hô hoán cho làng xóm Đã chồng mình trượt chân chết đuối để không ai nghi ngờ cuối cùng hai kẻ gian phu dâm phụ một thì bị treo cổ chết khiên cảnh mít trong vườn còn một người thì hóa điên tâm thần bấn loạn lúc tỉnh đúc mê nhưng hãy cứ thấy bóng người đàn ông là quỳ mọp xuống nền nhà khóc mếu máu xin tha mạng. Người ta chỉ không thể nào giải thích nổi vào cái đêm xảy ra những biến cố chất động ấy, thằng Quý lại ngủ say như không biết gì. Họ chỉ kinh hoàng phát hiện ra từ bên miệng giếng, xuất hiện chi chít những dấu chân ướt nước, đi từ miệng giếng hướng ra ngoài vườn, rồi vòng ngược trở lại tận buồng của Quý. Người ta kháo nhau đó chính là vong hồn của ông quân hiện về, bằng một cách nào đó làm cho Quý ngủ say để không phải chứng kiến những sự việc đau lòng diễn ra hôm đó nhưng lại có những người khác không mê tín thì lại nói nó ngủ xanh như vậy là do bà quân lén cho thuốc ngủ và thức ăn để thằng bé không biết được những việc bẩn thỉu bà ta đã làm còn tôi từ đó về sau không còn dám lên sân thượng nằm ngủ như trước vì đêm đấy khi mà đứng trên sân thượng dình theo bà quân tôi đã trông thấy một bóng người lấp ló chui ra từ miệng giếng một người ướt nhẹp bước về phía khu vườn tăm tối. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.